Nào các bạn nhé, tiếp tục lên mấy con hàng cực chất mà giá lại rất là hợp lý và rẻ để cho các bạn yên tâm khi mà mua hàng các bạn nhé. Và nhất là bán máy rẻ để cho các bạn đăng ký kênh nhiều. Và càng đăng ký kênh nhiều thì mình lại càng có động lực và càng bán máy rẻ cho các bạn hơn nữa. Rồi, đầu tiên là một con máy chính hãng, cấu hình ngon lành nhưng mà giá thì có 2 triệu 2 thôi. Đó chính là con Oppo F9 và ngoại hình là hàng B nhưng mà mình thấy tương đối nha. Con này thì dễ lắm, nó chỉ chầy xước nhẹ ở lưng thôi chứ không cấn móp bể vỡ gì hết. Các bạn chỉ việc là dán hoặc là chúng ta dùng ốp là đẹp. Ok đấy, nhìn các bạn thấy nó chỉ chầy lưng này, đó. Nhưng mà các bạn để ý thì sẽ thấy là cái chỗ vân tay cũng như là cái chỗ kính camera là không có hề chầy nhá. Và mặt màn hình cũng không hề chầy. Và máy zin hết, chính hãng của Oppo, Oppo F9, RAM 4, bộ nhớ là 64 GB. Một con máy dạo này cũng khá là hiếm hàng, không có hàng bán các bạn nhé. Đấy, mình không muốn thay vỏ, thay lưng, làm xì ba gì hết nên để nguyên bản thế này. Về cho các bạn sử dụng gói dịch vụ 20.000 để dán hoặc là mua cái ốp 50.000 các bạn nhé. Đấy, rất là chất, 2 triệu 2, máy trần chưa có bao gồm sạc và phụ kiện nhé các bạn. Tuy nhiên con máy này đảm bảo là men zin, màn zin, xài chuẩn chỉ ok. Mình bảo hành cho các bạn 6 tháng, các bạn cứ yên tâm nhé. Rồi tiếp theo thì mình có một con iPad. À không phải, mình bị nhầm, đó là con Samsung Tab các bạn ạ. Con Tab Galaxy Tab A. Con này thì mình thấy ngoại hình máy khá là mới và mã của con máy này là Samsung Galaxy Tab A T385. Đây để mình xem đúng T385 đâu, đúng rồi, đây. T385 này. Đây, nhìn trên này thì nó hơi khó thấy, mình nhìn trực tiếp đây nó là T385 các bạn ha. Đó, Tab A. Thì trong cái máy này mình nhập về thì mình thấy có luôn cả cái thẻ nhớ. Có luôn cả cái thẻ nhớ và mình kiểm tra máy thì nó rất là mới luôn. Có thể nói mới keng, đây để mình rút cái thẻ nhớ ra cho các bạn xem nhé. Thì mình cũng chả lấy ra làm gì đâu, để đây bán các bạn về cho lưu trữ được nhiều. Đấy, thẻ nhớ là 16 GB nha các bạn, 16 GB. Thẻ zin hay theo máy hay sao á. Và máy thì các bạn thấy là khá là keng này, màn hình là có mấy cái dấu tay mình vừa cầm lên đây thôi, ngoài ra là mới keng nhá. Đấy, hơn thế nữa dòng này cũng đời mới nên sử dụng chân sạc Type C và các bạn nhìn chân sạc này rất là sạch sẽ, len keng luôn. Đấy, máy rất chuẩn chỉ luôn. Cái này mua cho các bé học online hoặc là mua cho các cụ về để chúng ta xem thời sự các thứ hoặc là xem YouTube, xem phim ha, rất là ok. Và giá bán chỉ có là 2 triệu 3 thôi, giá máy trần nhá. Nhà ai có sạc rồi khỏi mua, chưa có thì phải mua thêm sạc Type C. Đấy, ok. Máy khá là keng, Tab AT385 có đúng một máy màu gold nha. 2 triệu 2 triệu 3 có cả thẻ nhớ 16 GB. Đấy, giá cực kỳ là dễ mua, thậm chí mua về để kết nối với loa Bluetooth, hát karaoke đồ các kiểu cũng được ha. Rồi tiếp theo có con A50, cũng là hàng giá rẻ, lý do là có thay cái lưng rồi các bạn, có thay cái lưng. Vì một lý do nào đó cái lưng nhìn nó xấu quá nên chúng ta đã thay và nhân tiện thay thì cũng đã kiểm tra men bên trong là zin nguyên bản và màn hình zin nguyên bản nhà sản xuất, ngon lành AMOLED ha, 6 inch 4, công nghệ màn giọt nước. Rất là chất. Con này thì RAM 4, bộ nhớ là 64 GB, pin 4000, màn hình giọt nước 6 inch 4, ba camera sau. Lý do mình có thay cái lưng nên hôm nay bán cho các bạn với một cái giá rất là hấp dẫn và có 102, chỉ có 2 triệu 8 thôi. Samsung Galaxy A50 màu xanh nhá. Hàng khá là đẹp. Và hàng này được liệt kê gọi là hàng đã làm đẹp. Lý do là có thay lưng, và lưng là lưng của Samsung này thì nó thực ra nó chỉ là một miếng mica mỏng thôi. Cũng không có cái gì là quan trọng lắm đâu bạn, mình vẫn thay một cái lưng đảm bảo chất lượng zin ok này, không lo bể biết gì đâu. Do cái lưng kia nó bị chóc thủy hoặc là nó bị chày nên là thay. Đó, cho nó nhìn cho nó dễ nhìn các bạn ha, nhiều khi nó chảy quá. Đấy, nói rõ tình trạng vậy cho các bạn về xài cho ngon mà có 2 triệu 8 thôi các bạn nhé. Rồi tiếp theo một con máy nữa cũng rất là rẻ đây. Đó là con 8 Plus, thì các bạn cũng biết là mình đang bán 8 Plus ở cái mức giá khoảng 6 triệu rưỡi đến 6 triệu 7 nhá. Nhưng hôm nay con này mình chỉ bán cho các bạn là 5 triệu 7 thôi. Đấy, rẻ hơn được 1 triệu. Màu đỏ chứng tỏ yêu anh luôn. Đấy, có bị chấm chấm ở viền camera cái vành này này thì cái này mình cũng đã tư vấn cho các bạn cái gói làm đẹp rất là nhiều rồi. Chúng ta sử dụng cái bút lông màu đỏ, chúng ta tô tô nhẹ nhẹ đây đi,
khô đi một phát là đẹp luôn, chả ai nhìn thấy chóc trước thì cũng đẹp đẹp luôn đấy. Đây nói vui thế thôi nhưng để thế này xài cũng rất là đẹp. Và lý do tại sao con máy này nó rẻ thì không phải là vì ngoại hình này đâu, vì ngoại hình này cũng khá là tương đối nhá, ngoại hình này gần 99% luôn đấy, các bạn nhìn tổng thể này khá là đẹp luôn đấy. Con máy này nó rẻ là vì mình đã phải thay một cái camera trước rồi, thay camera trước, và cái dòng iPhone 8 Plus trở lên cho đến iPhone 13 Pro Max, các bạn thay bất cứ một cái gì liên quan đến cái màn hình là nó mất truy tông. Thì cái camera này, camera trước này là nó cũng dán ở trên cái màn hình, nó cũng phải đồng bộ, nó cũng phải đồng bộ, nên là khi thay cái đó là nó không 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 còn truy tông. Tuy nhiên mình đã kiểm tra màn này chuẩn zin và men chuẩn zin, nếu màn không zin không rõ nét không đẹp đẽ như thế này các bạn nhé. Đấy, và mình mở ra kiểm tra ok rồi, các bạn cứ yên tâm sử dụng con này. Thì còn ngoài ra là zin hết, chỉ có thay cái camera trước. Nhưng mình phải lưu ý với các bạn rằng là cái camera trước mình cũng là thay camera zin của cái máy khác sang, cho nên là chụp ảnh các cái là rất là rõ các bạn nhé, không có bị mờ bị xấu gì hết. Đây các bạn thấy này, đó này, ok, mình xoay ra kia đâu thấy được nha, giờ này ngại xoay mặt đấy, ok, rất là rõ. Thì cam kết rõ ràng cho các bạn đi, về các bạn kiểm tra. Và tại vì lý do là mình review này mình cứ hay cởi trần ở nhà, nó nóng ấy, mùa này trong miền Nam nóng lắm nên là mình hay cởi trần, nên mình ngại không muốn quay về cái hướng của mình này, nó phô rồi. Ok, và kiểm tra tình trạng mã máy và pin con này đi, pin trước này, pin zin 89% này, khá là chất nhá, máy có 5 triệu 7 thôi, tính ra bán bằng giá của iPhone 7 và lớp 128 GB thôi chứ có bao nhiêu đâu. Mà đây là iPhone 8 lớp các bạn nhé, mã Mỹ đấy, 64 GB rồi, máy thoải dùng rồi các bạn ha. Rồi có mỗi một cái thôi, đánh chết còn cái thứ hai để mà bán 5 triệu 7 cho các bạn nữa đâu. Rồi tiếp theo nữa thì giới thiệu đến các bạn một con iPhone cũng khá là xịn sò, đó là con 3 camera. Con này là con iPhone 11 Pro. Con này là màn hình nhỏ 5 inch 8 nha. Con này màn hình nó chỉ bằng như con iPhone X hoặc là XS thôi. Tuy nhiên nó là 3 cam và cấu hình nó khủng như là con 11 Pro Max. 3 cam như 11 Pro Max nhưng màn hình nhỏ, để cho những bạn ưa chuộng là cái máy cầm vừa tay nhỏ nhỏ một xíu ha. Nhưng con này có thể nói hàng khá là tuyển chọn luôn. Để mình xem, đây là máy mã Mỹ 64 GB iPhone 11 Pro các bạn nhé. Hơn thế nữa, được cái quả pin zin theo máy 97% và máy cam kết là hàng chuẩn quốc tế, cam kết zin nguyên bản nhà sản xuất, bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng luôn. Cái chế độ bảo hành và cam kết zin là với tất cả các sản phẩm mình bán ra. Đó, còn như con nào như chẳng hạn như con 8 lớp hoặc con A50 vừa rồi bị thay lưng, bị thay camera, mình luôn luôn nói rõ cho các bạn để mà đúng với cái tiêu chí là thuận mua vừa bán, có sao nói vậy, tiền nào của đó các bạn nhé. Đấy thì con này là zin nguyên bản này, zin nguyên bản pin 97 này, mã Mỹ này, 64 GB này, iPhone 11 Pro. Máy trần của nó sẽ là 12 triệu 500, 12 triệu 500 nghìn các bạn nhé. Đấy, máy thì có ngoại hình đẹp keng như mới. Đây, vỏ vế là đẹp keng, review cho các bạn yên tâm ha, máy đắt tiền mà. Đấy, và thậm chí nữa, thêm một chi tiết nữa cho các bạn yên tâm, mình công khai luôn email lên trên đây cho các bạn xem, để các bạn đặt đúng con này mình biết gửi đúng cho khỏi nghĩ ngợi nhé. Đấy, mình không bao giờ mà các bạn nói mua cái này mình lại đi gửi cái khác, cũng có đâu. Ok rồi, thì tiếp theo thì mình sẽ có cái sản phẩm siêu phẩm đi. Bây giờ là đến siêu phẩm của Oppo, Oppo Reno 6 5G. Con Reno 6 này thì mình mới chỉ có trải nghiệm ít ngày hôm nay, tức là trong khoảng nửa tháng gần đây thì mình có bán cái dòng này, mình trải nghiệm thì mình thấy con này phải nói là đỉnh cao của Oppo nhé. Mình không ngờ mà có một ngày Oppo ra một cái sản phẩm có thể nói là ngọt nước thế này, chất từ bên trong cho ra đến bên ngoài, chip khủng, cấu hình khỏe, màn hình rõ nét mượt mà, form máy cực kỳ đẹp, đẹp ngang ngửa iPhone 13 Pro Max luôn. Thậm chí cái chiều ngang nhỏ hơn một xíu, rất vừa tay, rất phù hợp luôn, rất đẹp, rất sang chảnh luôn. Đấy, và con này còn bảo hành lên đến gần 1 năm. Hàng của mình đây là nó là hàng mới luôn, và mình có cả màu xanh nhá, bữa mình có giới thiệu đấy, và giá là 8 triệu 9.
Oppo Reno 6 5G. Reno 6 nha, chứ không phải là Reno 6Z. Có một số bạn nhầm với lại Reno 6Z. Con này là con Reno 6. Đó. Chất hơn con 6Z nhiều và đắt hơn con 6Z nhiều nha các bạn. Đẳng cấp, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây, đẹp từ trong ra đến bên ngoài, và xem sơ qua cấu hình coi. Đây, các bạn thấy là Reno 6 5G nhá. Nó không có chữ Z. RAM 8GB cộng 3GB, tức là RAM tới 11GB nhá các bạn. Đó, dạo này người ta chơi đua RAM nha các bạn. CPU thì sử dụng cái con gì đây? Dimensity 900 lõi 8. Chắc hơi bị kinh đấy, con này mới. Mới nhất, hiện đại nhất của hãng Oppo hiện tại, và bộ nhớ trong là 108GB. Khá là ok. Và dòng Oppo về nói về camera thì các bạn khỏi phải nghĩ rồi. Hơn thế nữa mình review cho các bạn xem này. Ba cái cam của con này á, nó to ngang ngửa với lại cam của iPhone 13 Pro Max các bạn nhé. Nên các bạn khỏi phải nghĩ đi. Đấy. Hàng này là mới keng luôn, trôi bảo hành. Thanh lý giá 8 triệu 9. Đấy, Oppo Reno 6 5G các bạn nhé, màu đen. Có cả màu xanh nha. Màu xanh mà kiểu như đa sắc á. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy A51, màu xanh đẹp leng keng như xà beng. Con này thì RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn hình 6 inch rưỡi, camera thiết kế hình chữ nhật rất là sang. Rất là sang nhá. Và tại sao mình đánh giá cao con này? Bởi vì là Samsung sau đó đã đi thụt lùi. Samsung ngay sau đó đã đi thụt lùi với cái phiên bản A12 và phiên bản A22. Đấy. Rồi bỏ qua con A51 4 triệu rưỡi này đi, ai kết thì mua màu xanh tươi xanh như nồi canh. Để mình cho các bạn xem cái con A12 để biết tại sao mình nói là Samsung đi thụt lùi về phong cách thiết kế. Đây. Thì các bạn thử nghĩ coi, với một con A51 này chúng ta nhìn thấy nó dễ chịu hơn hay là con A12 này nó dễ chịu hơn? Đấy. Cho nên là không phải máy mới là lúc nào cũng đắt hơn những cái máy cũ nhá. Tại sao có những cái máy mới sản xuất ra chỉ bán được độ hơn 3 triệu? Đây, điển hình như con này bây giờ bán được có 3 triệu 3 đây nhá. A12 pin rõ trâu, pin 5.000, đây mới cứng luôn, máy khá keng luôn, chân sạc mới cong, chưa dùng nhiều. RAM 4, bộ nhớ tới 128GB, pin tới 5.000 nhưng bán chỉ được 3 triệu 3 thôi. Nhưng con Samsung Galaxy A51 sản xuất sau vài đời, đắt trước 1 năm, nhưng tại sao vẫn giá 4 triệu rưỡi? Đấy, các bạn nhìn rõ ràng hai con máy. Nếu là mình sẽ chọn con A51, trừ khi là ít tiền, chỉ có mỗi 3 triệu 3 thì đành phải mua con kia thôi nhá. Đấy là Samsung đi thụt lùi. Rồi, nói qua tí thôi, còn về vấn đề chính lại giới thiệu tiếp máy. Tiếp theo nữa đây. À đây, đã nói đến Samsung đi thụt lùi thì mình lại phải giới thiệu con S9 Plus này nữa. Đấy, con S9 Plus này rõ ràng nó cũng khá lâu rồi, hình như từ 2018 hay 19 rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn rất là hot và giá cũng rất là đắt. Và lưu ý đây là con máy xách tay màn hình cong. Con máy của Mỹ nhá, xách tay Mỹ. Giá 4 triệu 6, S9 Plus, màn hình không chảy xước gì, đẹp hết, vỏ vế đẹp ngon lành. Chỉ có chóc nhẹ tí xi chỗ cái vân tay, lý do chắc là khả năng cái chủ trước dùng là tay mồ hôi dầu ha, nên là nó ám vào cái nút này, nó dễ chóc xi thế thôi, nhưng ngoài ra không có gì hết á, đẹp chuẩn đấy, ngon lành, zin nguyên bản nhà sản xuất luôn. Giá bán là 4 triệu 6 bạn nhé, S9 Plus rất là chất. Bên mình bán thì không có cái chuẩn việc mà màn hình ám ố đâu, các bạn khỏi lo. Đấy, màn hình đều màu từ trên xuống dưới, cam kết hết cho các bạn kiểm tra thoải mái rồi mới nhận hàng cơ mà. Sau đó lại còn bảo hành tới 6 tháng. Nếu máy không ngon không tốt thì làm sao dám? Uy tín để đi đâu, chất lượng để đi đâu để mà khách hàng còn tin tưởng ủng hộ đúng không? Rồi, tiếp theo nữa đây là một con cũng khá là chất, đó là con Redmi 9i. Con này thậm chí camera còn iPhone với Samsung của ông bố. Đây, tại sao lại to như thế này? Đấy. Mình nhìn vào mình hoảng luôn, mẹ con 13 Pro Max mang ra đây cũng chưa bằng nhá. To như cái mắt trâu. Ok, mình chùi đi cho sạch, cái lý do nó hơi bẩn, nó sợ các bạn hiểu lầm đấy. Chứ con này nó mới cứng à. Tại vì còn bảo hành đến tháng 2 2023, tức là còn tới 11 tháng thì các bạn bảo sao cũ được. Pin trâu, cấu hình khỏe. Camera thì to hơn cả 13 Pro Max. Đỉnh của chóp luôn, và một con máy khá là mới luôn, như máy mới các bạn nhé. Mình nghĩ là máy mới thôi. Bán giá thanh lý là 4 triệu 9 nha các bạn. Redmi 9i.
À Realme 9i, xin lỗi các bạn, Realme 9i phá cách kinh nhỉ. Chơi quả camera to hơn của iPhone luôn. Mẹ định định chơi cái kiểu thà một phút cái gì đấy. Còn hơn là len lói mãi trăm năm ấy, là mình quên mẹ cái câu đấy rồi. À, thà một phút huy hoàng thì chợt tắt hả? Còn hơn len lói mãi trăm năm. Ôi giời. Đấy. Nói vui tí thế thôi, chứ con này thì Realme này thì nó cùng anh em với nhà Oppo lên còn lâu nó mới le lói. Nó khá là nổi bật luôn, là xài bền chuẩn và camera thì thi đua thế này thì chất rồi. Có 4 triệu 9, không ngờ được. Rồi tiếp theo là đến A52 Samsung. Một con hàng khá chất, pin trâu, cấu hình khỏe. Giá cũng dễ mua, 5 triệu 8 các bạn nhé, phân khúc tầm trung. 5 triệu 8 A52 còn bảo hành tháng 7 2022. Một con máy keng gần như máy mới luôn. Rất là chất. Cực kỳ chất luôn, 5 triệu 8 các bạn nhé. Rồi tiếp theo lại là đỉnh của chóp và vượt thời gian rồi thì vẫn là đẳng cấp. Đó là S10 Plus hay còn gọi S10 cộng, màn hình cong 2 cam trước. Dòng này mà hồi đó sản xuất 2 cam trước là một kiểu tiên phong rồi đúng không? Rất là lực và đến bây giờ vẫn là hot. Giá là 7 triệu 7 nhá. Máy zin nguyên bản nhà sản xuất, cực kỳ là chất. Chính hãng dùng được 2 sim bảo hành 6 tháng tại Nhật Nam, khá là yên tâm. Đỉnh của chóp màu đen và có cả màu xanh. Màu xanh cũng keng y hệt như vậy các bạn nhé. Có thể gọi là tươi xanh như nồi canh luôn để cho các bạn mua về dùng bền lâu. 7 triệu 700 ngàn. Cực kỳ đẳng cấp và đã trở thành huyền thoại. S10 Plus các bạn nhé. Rồi tiếp theo. A91. Oppo A91. Xem giá bao nhiêu tiền. 3 triệu 9 các bạn ạ. Mình không thể ngờ được một con máy 3 triệu 9 mà đẹp keng mới như thế này. RAM 8, bộ nhớ 128GB các bạn nhé. Chính hãng Oppo. Mới keng luôn. Chỗ này là cái lông mèo. Đấy. Màu xanh nữa chứ. Màu hot. 8 tháng này mới nhập được một con máy này về lại này. 3 triệu 900 ngàn. Giá máy trần nhé. Tất cả sản phẩm mình báo giá máy trần. Và đều bảo hành cho các bạn là 6 tháng. Máy trần là máy chưa có phụ kiện gì hết đấy. Rồi tiếp theo là con Vivo Y21. RAM chính 6GB và RAM phụ trợ 2GB, tức là tổng thể RAM của nó là 2 RAM là 8GB các bạn nhé. Một con máy mới luôn, tồn kho. Bộ nhớ 128GB còn bảo hành tháng 10. Camera thì cũng không phần kém cạnh các bạn đồng liêu. Cũng to vất vả như ai. Đấy. Mà giá thì cực kỳ là ok, 4 triệu 2. Vivo thì bền lắm. Nói chung là mua Vivo là nhiều khi muốn lên đời là chỉ có mang máy đi cho ai hoặc là bán lại lên đời thôi, chứ đợi mà nó Vivo nó hư thì đợi Vivo nó hư mới nâng cấp thì tôi nói đợi mỏi mòn đợi bạc đầu. Giá 4 triệu 2 bạn nhé, Y21S máy mới keng luôn á. Rồi tiếp tục và cuối cùng đi. Con này hôm qua giới thiệu rồi, con Nokia. Nokia 7.2. Nokia 7.2 camera hình trụ RAM 4, bộ nhớ 64GB. Màn hình to, pin khỏe, dùng chân sạc Type-C. Công nghệ Nokia của Phần Lan ngày xưa đấy, nhưng bây giờ là hãng này bán sang Trung Quốc rồi. Giá bán là 2 triệu 9 nhá, máy xài bao ngon. Rồi vừa rồi giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm xịn sò, chất lượng. Bạn nào muốn mua con nào alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng. Bạn nào gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mình có shop ở đấy, nơi đó để bán lẻ trực tiếp cho các bạn cũng như để tiếp nhận bảo hành cho các bạn nhé. Và mỗi máy, mỗi sản phẩm mình bán ra cho các bạn đều bảo hành 6 tháng, đều có in kèm theo phiếu bảo hành, có đóng dấu của Di động Nhật Nam, có nhân viên ký tên lên để tránh nhầm lẫn các bạn nhé. Khi nhận hàng chỉ việc kiểm tra email đúng với lại email trên phiếu bảo hành là các bạn nhận cho Nhật Nam. Sau đó Nhật Nam bảo hành cho các bạn 6 tháng một đổi một nếu có lỗi. Trong trường hợp xui xẻo chẳng may gặp lỗi, rất là ít nhé các bạn, không phải là trên 1.000 máy chỉ lỗi một hai cái thôi, các bạn yên tâm. Thì các bạn gửi về cho mình sẽ đổi cho các bạn một sản phẩm khác tương đương các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đừng quên
đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là like, chia sẻ video đến nhiều người hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.